anh. Xin chào cả nhà. Hôm trước anh Quyền ấy xin cái áo lạnh ni lông á với lại cái đồ cạo râu á. Hôm nay hay là đi làm dậy sớm bởi vì tấp vô kiếm coi có anh Huyền hay không để cho ảnh cái áo với cái đồ cạo râu. Video clip lần trước hay là đăng á, có nhiều người á, giống như là warning hay là rất là nhiều. Nhưng mà hay là đâu làm gì sai đâu, hay là phải sợ. Cái chuyện giúp người á là hay là Helen cứ giúp thôi, Helen đâu có là đụng chạm gì tới ai đâu mà mọi người cứ vô dí Helen quá trời. Nhưng mà Helen cũng nói cho cả nhà biết đó là Helen không làm gì sai hết, nhưng mà mình thấy người ta đói khổ thiếu thốn thì mình giúp thôi. Bây giờ có nhiều người giúp xong không được, không có thỏa đáng thì quay lại bắt đầu đạp người ta xuống, còn tệ hơn là lúc chưa giúp người ta nữa thì giúp làm cái gì? Cái đó là mình tự phá cái phước của mình thôi. Còn Helen đâu có làm gì sai đâu, Helen phải sợ. Mà không biết những người warning Helen nó có ở Mỹ không hay là ở Việt Nam mình cũng không biết nữa, nhưng mà ở Mỹ này đâu có ai mà hăm dọa ai được. Tại vì mình đâu có đụng chạm gì tới ai, mình đâu có nhắc nhở tới ai. Cái chuyện mà mình gặp anh Huyền để mình giúp đỡ đồ, mình nói chuyện với ảnh là chuyện bình thường, không ai cấm mình được hết. Đó là quyền công dân của mỗi người trên đất nước Mỹ này, không ai cấm được hết. Thành ra Helen thật sự giống như mọi người nói thì nói vậy thôi, nhưng mà thật sự ra không ai control được cái chuyện đó hết. Tại Helen muốn mà Helen vẫn làm. Đồ đạc anh đâu hết rồi? Còn cái vỏ đâu có phát phạt đâu mày? Phát phạt kia lấy lại rồi. Trời đất ơi. Rồi đồ đạc tối ra lên, đồ đạc đâu ngủ? Có mượn này thôi. Còn quần áo của anh mùng đâu hết rồi? Còn mùng đâu có đâu. Bữa không cái phát phạt đựng gì đâu mất rồi. Phát phạt cái đựng đồ mà bỏ ở bên tiệm nhậu rồi. Đang đi đâu ạ? À? Đang đi bà ta về bánh nghỉ chứ đâu. Bà nãy vậy đi đâu? Sáng vậy đi đâu? Sáng đi đâu đâu mới ngủ mà. Rồi có biết ở thư viện người ta có cho tắm, có biết không anh tắm ở đâu? Thì đường đi tắm mình vô trong chỗ quán em á. Anh ăn gì chưa? Để tôi nói cho anh nghe, hôm trước cái clip quay anh bữa hổm á nhớ không? Lên cộng đồng mạng người ta la, rồi người thì quên liền em là không có cho được lại phỏng vấn anh bla bla cái gì vậy? Và cái gì cần? Cần làm gì nữa? Rồi sao? Rồi nói anh rồi thấy chưa? Anh cứ làm này làm kia cho người ta, với cộng đồng mạng người ta có cái tiếng nói hơn mình. Thành ra nói như vậy cái làm như là mọi người cũng đổ xô vô là nói là anh này nọ đúng không? Em bị lây luôn. Nhưng mà em đâu có sợ. Em có làm gì đâu em sợ. Em giúp anh thôi mà. Ở chuyện giống như người ta cấm cản đó là đừng có lại gần anh để mà giống như là câu view, rồi là không có được phỏng vấn anh. Giúp thì giúp, nhưng mà không được phỏng vấn anh này kia. Ai có quyền cấm mình đó. Đâu ai đó, ở tự do mà. Ăn thua, anh có cho hay là quay hay không thôi à, đúng không? Đúng không? Mà bây giờ chút nữa anh em mình nói chuyện, nhưng mà giờ chiều nay ăn gì chưa? Bây giờ muốn đi ăn vòng, gì? Vòng. Nói chung bây giờ bụng cũng đói mà mua đồ để sẵn để tối ăn, với giờ mua chán muốn... bây giờ nó thẳng ra bây giờ mình muốn về nhà tắm rửa rồi đi làm, chứ mình không muốn la cài vòng vòng khu này hoài. Thì sao không bỏ đi nhận... Bây giờ bỏ đi đâu bây giờ? Mà hôm bữa là cái phone tính liên lạc cái quệ bên New York đó, mà bây giờ thôi rồi. Mà phone mất hết rồi. Phone đâu nữa rồi, hẹn chi gọi không được. Đó thì phone mất hết rồi. Giờ muốn mua gì ăn? Mua cơm ngoài Lê Sơn Quýt, to go để... Cơm đâu, dắt vô mua cơm, toàn là mua xôi không à. Thôi giờ mua vô mua cơm ăn thôi. Rồi ở cái quần áo rồi kìa. Giờ đâu còn cái gì đâu. Nè mấy người nói hai lần cho đồ anh đó là anh bán không à. Đây nè, đôi giày hai lần cho còn nè. Thì đó bởi còn em... nguyên bởi hay là muốn quay cho mọi người thấy, tại vì em nói anh rồi, có nhiều người á người ta giúp là không có thỏa thuận này kia rồi người ta quay ra người ta đạp anh xuống luôn, hiểu không? Giúp không được người ta đạp anh luôn cho anh khỏi cái đường mà quay ngược lại để anh quay lại anh đang nỉ anh quỳ lại người ta, hiểu không? Nhưng mà cái đó không phải cái lời quay để mà giúp người, thì thành ra hai lần thì khác, không ai hù hai lần được hết á. Tại vì nhiều khi mình nghe mình cũng cảm thấy hơi nhức đầu chút thôi, nhưng mà từ từ mình phải handle cái chuyện là bình thường. Nói chung là bây giờ mình thuộc dạng về mình bottom line rồi, mà bây giờ mình nếu nói cho lắm thôi cùng, nếu mà đồng hương có giúp thì giúp, mà không giúp thì thôi, chứ đâu có kiểu mà nói này nói kia. Ở Mỹ mà đâu có cái được cái quyền mà đi chê trách người khác được. Tự do dân chủ mà, đúng không? Ví dụ bây giờ cái chuyện anh làm là chuyện đó có là quyền công dân của anh, đúng không? Đúng. Cái chuyện Helen giúp là cái quyền công dân của Helen muốn đó, giúp anh, mọi đúng người không? Nó có một cái chấp không có ai cấm ai được hết trơn á, hiểu không? Em muốn giúp là cái chuyện đó của em,
đẹp vô là không có được phỏng vấn vậy, không có được lại gần, giúp thì giúp xong rồi đi rồi này kia, đúng không? Nó quay cái chuyện đó. Bây giờ vậy đi mua vàng đi, muốn mua vàng thì em giờ chạy nhà luôn hả? Em đi về. Em đi ngược về đi. Ở chừng xe ta chạy ra kìa. Mua xe ly xe buýt mua về ăn vô nằm chứ không. Hôm nay cũng mệt, anh làm như ở ngoài đường mấy tháng nay như muốn bệnh. Anh đi chút xíu anh muốn về anh nằm. Coi chừng xe để cho người ta ra kìa, coi chúng xe em không. À. Nó quần luôn cho rồi đi. Nói áo lạnh, áo lạnh đây để báo lạnh đồ cao râu ra chứ mọc thêm cái quần. Nó quần thôi đâu có gì. Quần 30 ở nhà có mà ở đây không có. Ở đâu ai mua kèm mình không nhỉ? Tại vì anh đụng cái này nè. Ôi oh, sorry. Em đụng càng của em la làng. Vừa ăn cốt vừa la làng. À ok giờ đi quay qua bên qua Lê Xuân Quýt hả? Rồi khi em muốn về em về em qua bên Lê Xuân Quýt chút. Đi qua đi mua đồ cho. Đi qua bển chút với mua nước uống. Ừ đi qua mua. Em chạy qua bển chứ. Đi qua mua đi. Ừ đi qua mua. Đi qua đó đi em qua tới. Đi qua đó đi em đi tới. Rồi em đưa đồ anh đó luôn nha. Ok. Lần gặp anh Quyền nè, thấy không? Thấy anh Quyền không? Anh đang đi nè. Đó cả nhà thấy không? Thì bây giờ Helen sẽ đi mua đồ ăn cho ảnh. Đó, ảnh đang đi bộ qua đi sandwich á. Rồi hôm trước giống như nói là cho áo với cho đồ cầu râu, hôm nay ảnh lại nói xin cái quần size 30. Đó đôi giày của ảnh Helen cho ảnh còn mang đó. Mọi người cứ la là cho đồ ổng không bán để ổng hút chích đồ này kia. Trời ơi, ổng cũng phải viết thôn, ổng giữ đồ để ổng xài chứ ổng bán, ổng hút chích rồi ổng đi bằng gì. Bây giờ hôm nay thấy không có gì, nói em hôm nay ngủ ở ngoài đường không, cũng người cũng muốn cảm, muốn bệnh rồi. Thì hai lần cũng nói thật với cộng đồng mạng là ai giúp việc thì ảnh nhưng mà đừng chà đạp anh nữa, cũng tội lắm, người ta cũng khổ lắm rồi, người ta đã xuống nước đường cùng rồi. Ra đối với Helen là người đó có xì ke ma tí cái gì đó là chuyện của người ta, cái đó là cái nghiệp của người ta, mình không có can thiệp vô. Nhưng mà cái chuyện mình giúp người là mình giúp thôi, chứ không phải mình giúp không được rồi mình quay lại mình đạp người ta còn tệ hơn. Lúc mình chưa giúp thì đừng có làm như vậy, tội người ta. Mình thì có điều kiện, có cơ hội hơn thì mình nhìn xuống thì mình thấy như vậy, mình nhìn xuống người ta thì mình thấy như vậy, người ta đã khổ lắm. Mình giống như anh mới vừa nói hồi nãy là bottom line. Ba làm lai tất nhiên là cái gì? Ảnh là tận cùng ở dưới đáy xã hội rồi, còn gì nữa? Mà còn đạp ảnh nữa, đạp ảnh đi đâu? Không lẽ muốn chặn con đường sống của ảnh luôn sao? Thì không phải đối với Helen á, ai Helen cũng giúp hết chứ không phải riêng là thấy giống như là thấy ảnh nghịch với người này người kia rồi mình nhào mình giúp mình để mình moi móc chuyện của ảnh ra đồ để mình câu view đồ nha. Từ những cái YouTube đó, dạ. Thưa Helen xin thưa là Helen không có cái YouTube này, không phải là cái income để Helen sống. Helen vẫn đi làm để kiếm tiền sống. Cái YouTube này là chỉ chia sẻ những gì Helen làm thôi, giúp người thôi. Thành ra ai muốn hiểu sao thì hiểu. Còn cái chuyện mà lợi dụng tên tuổi người này người kia để mình nhào vô mình câu view á thì Helen không có chuyện đó nha. Xin lỗi cả nhà, và cũng muốn nhấn mạnh cho cả nhà biết là không bao giờ có chuyện đó. Mình đã bước chân ra làm YouTube rồi là mình cũng phải biết để mình handle những cái gì mình làm, mình cũng phải có cái phải dùng bằng cái sức của mình để mình tự tạo cái YouTube của mình lên. Không ai biết được là mình làm được hay làm không, không làm sao biết được, đúng không cả nhà? Thì Helen cũng cố gắng thôi. Những cái gì Helen post lên đây là toàn là những cái chuyện thật, người thật, việc thật. Không có cần phải mà đem cái tên tuổi ai để đánh bóng cái YouTube của mình lên, thôi để run cái YouTube của mình lên nhờ cái tên tuổi của người này người kia. Dạ thưa, YouTuber thì là YouTuber thôi chứ đâu phải là diễn viên điện ảnh hay là người hay là you know like những người gì nổi tiếng đâu, có cái gì đâu nổi tiếng. Cái nghề này YouTube ai này ai không làm được. Bây giờ mình ra để mình đi mua đồ ăn với anh Quyền. Rồi có gì mình tâm sự chút xíu với hai lời cả nhà nữa. Sao anh không qua với lại cái thịt kho với trời trứng cút ấy. Chứ không miếng đậu hũ rồi. Con gần đó hả? Rồi con gần. Cho nhiều á. Có lấy nước chưa? Đúng rồi. Mua nước gì chưa? Chưa. Em thấy đằng góc đằng kia có cái ông nào ngồi đằng đi. Anh biết ông đó không? Dạ con có cần đồ ăn không? Không ạ. Ông đằng góc này nè, góc chỗ máy giặt nè. Nó thấy ông ngồi ông ấy, ông nói giống Việt Nam đó phải không? Biết không? Biết ảnh không? Biết không?
Ông phải ông là tội nghiệp lắm, ông tội nghiệp lắm, trời ơi ông. Đó, ông tội nghiệp lắm, hỏi ông ăn cơm không? Ông hiền lắm. Ăn cơm không? Chú ở trong ly xung quýt á hả? Ăn cơm không nè? Ăn cơm không? Hả? Ăn cơm không? Đi đâu? Ăn cơm không? Trời ơi, khoái lắm hả? Bây giờ vậy nè. Đây nè, đây nè, nghe em nói nè. Khoan, khoan, nghe em nói nè. Nghe hay là nói nè. Dạ dép đâu hết rồi? Cứ la hoài à, để nghe hay là nói nè. Sai, mang giày sai mấy nè. Nghe hay là nói hay là cho đồ nè. Cái áo lạnh sao chịu nổi? Vậy kiếm cho cái áo lạnh nha. Lấy cái áo lạnh bọc vô ha. Cái này được. Ok. Và ăn không cái áo dài á. Rồi rồi. Rồi ok, để coi đây dài áo lạnh quay lại. Mà cái nó nghe mà. Nè. Cái ý là gì? Nè, bây giờ anh ngồi đây để đi mua cơm nha. Ngồi đây đi mua cơm rồi đem dài lại nha. Ok. Rồi. Rồi. Ai không ba? Ổng la hoài à, bởi không có biết giúp ổng chỗ nào, nhưng mà có một chiếc, có đôi vớ một mà thấy có chiếc vớ một chứ đôi đâu. Tội nghiệp ổng lắm. Trong cái mền bữa thôi định cho bỏ bên đây rồi, mất rồi. Sao bỏ mền không có gì chứ. Ở trên nóc nó mà bị nó lấy rồi. Bỏ nóc nào? Bỏ trên nóc cho mình nè, cái anh này là người Bắc. Lấy nước chưa? Ồ cái anh đó hỏi anh hoài, nhiều khi hỏi anh đồ ăn ảnh không có lấy. Ổng không phải là hỏi gì em cũng lấy đâu. Anh mua nước chưa? Anh mua nước chưa? Mua nước rau má hả? Uống rau má hả? Sao uống đậu nành cho nó? Ơi ơi khoan khoan, chị cho em hộp cơm cá nục kho chị. Cá nục. Dạ, cá nục kho. Hỏi mang rau không nữa không? Cho cá nục kho với cơm được rồi. Dạ. Cơm với cá nục một món nữa. Dạ. Rồi. Hả? Hỏi ông ăn không? Hỏi ông ăn không? Hỏi ông có ăn không? Em hỏi hoài mấy lần ông không ăn. Anh không có dùng cơm à? Con ăn rồi. Con ăn rồi, thấy không? Xí, em nói anh. Em hỏi mấy lần rồi chưa có duyên cho ổng. Rồi cái cá nục với cái này tất cả nhiêu vậy chị? 34,5. 34,5. Anh Quyền mua gì vậy? Cơm với lại ngon hết rồi. Cảm ơn chú. Mua cơm với nước hả? Bây giờ ra. Lấy. Mền làm ơn á, bưng theo người dùm cái. Rồi cái phát phạt mất tiêu rồi hả? Vâng, thằng kia lấy lại rồi. Cái phát phạt gì ai lấy lại, bữa nào cho cái phát phạt khác. Còn cho phải đeo vô đừng bỏ tùm lum. Mở ra. Biết rồi. Ba rồi, đợi cái bảy cái khay rồi. Mở cơm ăn đi rồi lại lấy đồ chổng sao? Tôi biết cứ dập.
Anh Quyền giờ ngồi nghe ông nói chuyện. Kêu ông đi kiếm ăn đi để ông cho nó rồi. Được không? Ăn đi đúng rồi đó, đúng rồi đó. Ăn đi. Ăn đi. Ừ. Biết rồi, biết rồi, ăn đi. Ăn đi kìa, đem lại cho cái áo lạnh nha. Với lại đôi giày, ăn đi anh. Ừ, biết rồi, ăn đi. Ăn đi để nóng. Để nguội chứ không để nóng. Ăn từ từ thôi, ăn từ từ thôi. Ăn từ từ. Ừ. Đó, cá nục kho đó, chịu chưa? Ăn có nục kho. Ừ. Anh có cầm cái hộp lên chị ấy ăn không? Cái hương ăn luôn được. Ừ. Thôi ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn cho xong đi rồi nói. Ừ. Ừ. Coi chừng xương á nha. Dạ. Ăn nước mà. Ừ. Ừ. Ra. Chưa có được mình ra. À. Từ từ, từ từ, từ từ. Ăn đi cho nó no. Đói lạnh lắm. Ừ. Có xương đó nghe, có xương á anh. Có chừng xương á. Đây, đi ra đây lấy đồ cho anh Quyền rồi lấy cho rồi quay lại đem mền, đem giày lại cho nha. Ngồi đó ăn cơm đi nha. Ông chiều chiều qua đây sáng thì ở bên chợ Mắc Chim. Nhiều khi em thấy cũng thấy ông đi tuốt chứ với story á. Ở đó bên chợ Mắc Chim story đó. Sáng bên chợ chiều qua đây. Ông tội lắm. Đi la lối ông sùm vậy chứ không có quậy phá ai vậy thôi à, chỉ có là biết ổng rồi cầu 20 năm nay rồi. Ổng là chưa cứ theo thầy đi tụng kinh. Dạ cũng nghe nói vậy á. Dạ mà thấy tội nghiệp quá, đâu phải kêu mới ăn chứ hồi ngồi nói hồi thì không có ăn. Bây giờ ra xe kiếm đôi giày cho chắc cái chân ổng chắc hơi sai mấy ta. Trời ăn ngon lành luôn á. Wow, ăn giỏi quá ta. Wow, ngon không? Ngon không? Ngon ha. Đâu cho chú cho con coi cái chân chú coi, con coi cái size chú coi size mấy vậy? Cho coi cái giò, coi cái chân xe máy vậy? Cái chân chắc xe 8, xe 9 gì à. Cái chân này không có xe 10, ông nói từ 8 cho tới 12 rồi, ông quốc 4 không xe lượt. Thôi để cho ông ăn đi, để ông ấy. Ngon quá ta. Ăn ngon quá ta. Mấy người này cái size cỡ nào, người ta sỏ, người ta cũng quan. Nhưng mà đi rộng quá tội nghiệp lắm, mỏi chân lắm. Tại mình mang mình biết, bởi mình muốn cho cái dài cho nó đúng cái size. Ngon ha, cá kho ngon phải không? Quá ngon, ăn giỏi đi rồi. À, no rồi tối bớt lạnh nha. Ok ngồi đi. Cái, trời ơi cái quần gì mênh mông bao la vậy, bận cho đi sao được. Cha cái quần này chắc ổng sai mấy ta, để lại kiếm cho ổng cái quần người có không. Ok để ổng ngồi đi, đi lại kiếm đồ cho ổng. Đi Quyền, em Quyền ơi. Ổng kiểu ổng không biết ổng có thai không nữa, nhưng mà không biết chịu thai không. Đưa nhiều khi không chịu thai, khổ ghê á. Ổng bỏ uổng quá à. Thì ổng ví dụ mà ví dụ con đưa ổng thay cái quần con cũng thấy vui lòng nữa, sợ ổng bỏ gặm bỏ uổng thôi. Đi anh Quyền, thôi đi xe đằng kia, rồi nãy đậu đằng kia, rồi nãy anh mua cơm với gì anh Quyền? Trứng với rồi trứng tối mày ăn nó lạnh hết sao? Tối ăn xong rồi ngủ. Để em về em kiếm cho anh cái phát bạc nha. Đưa là phải giữ xài chứ đừng có bỏ tùm lum tùm la. Người ta mấy người đó người ta lụm hết đồ đâu có không hoài. Bỏ gì sao đâu, em bỏ ngoài chỗ PC đem thôi, chứ bỏ cho chút trên nắp điện mà mấy người không hết này đi ngang lấy cây nó chịu xuống. Thôi phải đeo vô người cái phát bạc có gì đâu mà không đeo vô người. Bây giờ trời này nhiều quá. Cái này nè, cái áo đó là áo hôm nay chừa cho người dưới. Cáo thì lòng dưới á. Xài lót á. Thấy không? Đó, được không? Bứt cái tem, bứt cái hiệu bỏ anh xem đi, đừng xả rác cái đó. Bứt hiệu bỏ anh xem đi. Đó. Cái quần mà chắc ai, em mà ai nói cái đó. Bà Hằng hay ai? Nó nhắc tên ta nữa. Em
không phải cổ. Mấy cái người mà không biết, mấy cái người cộng đồng mạng á, người ta nói là không có được giống như giúp thì giúp rồi đi, chứ đừng có phỏng vấn, đừng hỏi chuyện này chuyện kia. Em có hỏi ai làm gì? Đây nè, đầu cầu râu dưới cái thùng kìa. Đầu cầu râu dưới cái thùng kìa. Giống bán đồ garage sale quá ha. Đứng đó lựa đồ nào bà, lấy. Bà kia thì bán lựa cho một đống đồ mà để trên nhà mà thôi đâu, cấp phát ai đâu. Thôi, kệ đó, cái chuyện qua là đừng nhắc nữa. Cái gì đi, anh lấy cái đầu cầu râu của anh cho trên xe. Lấy đầu cầu râu dưới cái thùng, dưới thùng. Đó, lấy 2-3 cái thôi rồi mốt em đưa thêm. Đây nó trong cái thùng á. Có cái hũ kem đó, sức cái đựng khô môi với lấy có sức không? Hũ kem đó. Ừ, lấy luôn đi. Còn quần á thì nói vẫn size 30 hả? Size 30. Để em về em kiếm cho anh quần, chứ giờ quần đây không có đâu, em biết là không có. Lựa chỗ không? Lựa ổng giờ em phải kiếm mới được chứ anh kiếm đâu được. Rồi mấy cái mền đó. Mền hả? Mền ok đó. Vậy nha. Lấy tay. Mền có đây nè, để đưa cho anh cái mền luôn. Rồi chút. Sao dùng dưới đất lụm lên để lên trên xe. Dơ. Anh Quyền ơi, đúng rồi anh Quyền, khoan, để lấy cho anh cái giỏ để anh đựng đồ chứ anh dùng tùm lum tùm la đâu có được, có giỏ nè. Rồi chứ. Khoan. Rồi. Anh coi cái khoan, coi đâu, coi cái giỏ nào ít đồ đổ ra. Lấy giỏ đi, lấy giỏ cho nó bền hơn, muốn lấy bọc lấy giỏ không? Lấy giỏ đổ giỏ ra đó đi. Đổ ra đó đi. Đổ ra lấy cái giỏ đó xách. Rồi để em kiếm cái bát bạc. Em kiếm cái bát bạc rồi em đem ra em cho, để cho mà đeo vô cái vai cho nó dễ. Bây giờ kiếm trong đó cái áo, chút nữa kiếm trong cái áo nào rồi để em làm cho anh, em giao cho anh xong rồi em kiếm trong đó cái áo. Rồi. Rồi cái mền nó chở vô phía trước á, cái mền đây nè. Đây nè, bỏ lên bỏ vô đỏ giỏ hết đi, bỏ mấy cái đồ vô giỏ hết đi. Anh Quyền, thứ ba với thứ bảy ở thu lì xe của CD tới có cho mình tắm đó anh Quyền, từ 10 giờ cho tới mấy giờ sáng á nha. Để thứ sáu hình như cũng có tắm, sao không về đẳng ngủ ở trong cái shelter trong thu lì cho nó ấm. Có xin rồi mà người ta như nói đủ khua rồi. Sao em nghe nói cái cậu trong đó nói tối lại đăng ký còn được nữa mà. Anh nói sao vậy? Nếu mà bữa mình đứng mình chờ lạnh, bữa đó là hỏi cái xe này ra lấy cái mền trong đó ra. Nghe nói ông anh mình cho tiền đi xe bộ. Đó mền đó, lấy màu gì đó coi, lấy màu xanh đi, lấy cái màu xanh đi. Màu xanh ở trong đó. Ừ, lấy màu xanh đi. Ừ, lấy màu xanh đó đi. Không có đó cái mền không mà, đó mền không mà. Đi thu lì em nói người ta cho vô ngủ mà. Rồi thì nếu có việc anh xuống, nhưng mà ngủ đây cũng yên. Đi vô chờ lạnh, còn lạnh vô thu liền, ta mở tới tháng 4 lận. Anh ở đây ngủ vô cái góc nhà, ngay chỗ cái cửa đó thì cũng ok. Thôi đi về ăn cơm đi. Rồi chừng nào có cái quần size 30 rồi em gọi anh. Gọi cái gì, có phone đâu nữa gọi. Rồi thì anh vòng vòng khu quán em này thôi. Cái gì? Vòng vòng khu này thôi. Khu nào? Khu trong đây nè, quán em nè, ngay chỗ laundry nè. Ừ. Đi hút thằng quần với lại cái phát phạt phải không? Quần phát phạt với lại một giày bộ áo cao thun với áo dài với lại cái jacket là ba cái là đủ rồi. Jacket đó mới cho cái jacket thì đó là đủ hết rồi. Đợi ngọc một có hai cái thun, một cái thun tay ngắn, một cái thun tay dài, một cái sơ mi với lại cái mà bây giờ anh đơn giản anh nói gọn cho em cái là cần cái quần nè với quần cái phát phạt nè. 30 nè, phát phạt nè với lại một hai áo thôi. Một thêm một hai cái áo nữa hả? Thôi cảm ơn. Áo tay dài tay ngắn. Dạ. Áo tay dài tay ngắn. Tay dài tay ngắn. Em có bị te tua gì cái clip của anh á? Không phải gì bị te tua, mà giờ nếu cần người ta cần đứng chánh á, giúp cho những người ta khổ người ta đứng lên. Còn nếu mà người ta không giúp được thì để cho người khác giúp, tại sao phải complain đi chứ? Cái đó đâu phải là một cái vấn đề mà người ta phải đi complain. Cái đó là chẳng qua là người ta chỉ cái tranh giành hay là sợ nói xấu về người ta hay là làm cái gì đó. Mà anh Quyền thấy Helen có bao giờ hỏi xấu về chuyện của người khác không? Bởi vậy mấy lần đầu gặp Helen là mình đã nói rồi, Helen không quay thì ok, Helen cho già thì không, Helen không quay thôi. Chứ đâu phải làm giống như mọi người khác đâu mà mình sợ. Em đâu sợ ai, em sợ em đâu gặp anh nữa đúng không? Tại em muốn lại em gặp anh rồi em cho đồ anh, em hứa anh là em cho đồ anh, nhưng mà em sẽ gặp dài. Tại vì người ta đôi khi người ta nói gì nói, cái chuyện em làm là chuyện em vẫn làm thôi à, hiểu không? Không có, em giúp người là em vẫn giúp à. Nhưng mà không biết làm sao mà mình cảm thấy
cái giai đoạn này như là mình cũng hơi mệt mỏi mà mình không biết sao. Lạnh quá trời, lạnh quá. Cái áo lạnh nó tối mận ngủ đỡ cho nó đỡ lạnh. Mình giờ muốn đi thời luôn, ở nhà ấm nệm nấm rồi đi làm, mình đâu phải đi vòng vòng khu này rồi đi. Bây giờ tìm cách nói chuyện lại với lại bên kia, tại vì hôm bữa nói chuyện với lại hậu á, hậu hỏi á thì hỏi nói cứ tìm cái nhà nào đi rồi em đóng cho anh đỡ, mà kêu cộng đồng mạng đóng cho anh đỡ 1-2 tháng để nở hoặc 3 tháng anh nở xong rồi từ đó anh có công an gì làm anh đi làm thì nó ok. Rồi từ cái ngày mà mình phải, nhưng mà phải bỏ thì mới đi làm tao mới thì bắt buộc phải chứ. Bỏ thôi chứ anh đâu phải là cái thằng sao ai vậy? Nói anh đi làm chỗ anh ân nào nữa. Thằng là con thì em không, nói chung em ở giữa em không biết là có gì làm không, thì có nhiều người nói đã đi làm với người quen, không phải tại em nghe nói anh có đi làm vậy, nếu mà kiếm được cái việc làm ấy thì mình giờ bỏ cái đó tìm mình có thứ nhà là anh đi kiếm gì làm thôi. Xong vậy người ta muốn nói người ta nói, tại mình muốn đứng lên mình đứng lên thôi, mà người ta không cho mình đứng lên thì tại người ta muốn nói người ta nói, người ta muốn làm cũng giống như review lại cái show mà anh thấy nó cảnh nó cũng chán lắm mà. Ok, cảm ơn nhiều, khi nào gặp lại. Chừng nào có đồ em sẽ ra em kiếm anh, em giao quần với lại cái mát bạc cho anh đeo, chứ đeo cái vỏ rồi làm ơn đeo theo người dùng cái để xài trời lạnh nè. Hôm nay thấy trời lạnh bởi mới đi làm về ghé kiếm anh đưa cái áo lạnh cho anh bận đó. Hôm nay thấy ra đường gió lạnh quá. Ok ha, về thôi ăn cơm đi, có gì em kiếm anh sau. Giữ gìn sức khỏe nha. Bye bye, để kiếm đồ trong kia. Kiếm cho anh được cái áo lạnh, quần vớ, đôi dài. Đây nè, làm gì vậy? No chưa? Mới chắc lại cái khỏi xé rồi đó. No chưa? No chưa? No rồi. Bây giờ đâu? Đâu rồi? Nè, bây giờ mang đi giới vô giùm cho con đi chú. Mở cái đó ra, mang vô. Mang vô cho con. Mang vô. Hả? Ừ, thay nó giới giùm đi. Ừ, thay giới đi mình nói chuyện. Ừ. Đúng rồi. Thay giới đi. Đúng rồi. À hả? Thay giới đi, mang vô, mang đôi giới vô. Mang vô. Mang vô. Mang vô cho ấm chân nè, lạnh nè. Nhanh. Rồi. Đúng rồi, mang xong rồi mình nói chuyện. Hiểu. Dạ. Mang vô đi. Biết rồi. Rồi. Đúng rồi. Mang vô đi mình nói chuyện. Mang đi rồi nói. Rồi rồi rồi. Cái tóc đó, vô cái hổ vô. Dạ. Cái cạch đó là đưa với chị rồi. Không biết ai làm. Chị vô đây hết tóc mà. Sư phụ. Chị chị vô. Chị chém hết, chị chém hết. Chị chừa sư phụ thôi. Chị chém hết tóc ta. Tôi chị vậy thôi. Ôi tóc đó. Ôi kìa. Nè chú. Chú chú. Chú. Ông thầy. Ông thầy. Chú mang vô. Mang vô rồi nói. Chú lấy bao tay không? Hả? Bao tay không? Đeo bao tay. Không có cái đồ giáp ra, để sao? Nhưng mà quá, là tôi có cảnh giác. Rồi bây giờ không phải, tôi phải tôi phải nhưng mà bây giờ con đưa cái nón ấm cho chú nha. Làm giờ chú vô đi. Chạm đồ nó có xin lên. Con đưa nón ấm cho chú nha. Tay đồ chị lên, còn cái gì? Đang lấy cái nón cho chú. Có cái ấm được không? Có đồ dài vô. Có cái áo mới, có đồ dài, có đồ vô mới. La hồi mệt là hết nổi. Ngồi em ru rồi. Mệt rồi phải không? La hồi mệt rồi phải không? Nè, đội lên đầu đi, đội lên. Đội lên để hồi rớt mất mà. Đội lên. Rồi ơi, đưa cái đầu cho đội dùm nữa kìa. Ôi đó, coi tay đâu mà đội. Đợi con chút đi, đợi con chút, đợi chút con đội cho, đợi con chút. Rồi đó, đẹp trai con bà hai ha.
tối á chú kéo hai bên đây xuống nè, à, tội nghiệp không nè, ông mình lại mình đợi giọng mình kéo xuống, ông không vui lắm nè, ông thích lắm mà đó. Tối á chú kéo xuống chiếc che hai cái lỗ tai lại cho nó bớt lạnh ha, bớt gió ảo nè ha, ấm rồi ha, ấm hơn nãy phải không nè ha, xuống á ha, có người mang giày mang vớ rồi bận áo rồi đội nón cho chú nữa, rồi ăn cơm no phải không, rồi bữa nào gặp chú nữa nha, giữ cái nón đội nha ha. Sao hả hả, trời hung cái coi trời ơi con sợ chú luôn, lại làm chú hung cái coi, hung cái là làm sao, giống như cha con hay gì giống, hả hả ờ giữ gìn sức khỏe đi nha, ăn no rồi ha, đầy đủ rồi, ok ba chú á, bữa nào cũng lại giúp chú nữa nha, dạ ba chú, đến đây chú. Chú ngồi chú la, cả nhà thấy không, chú la in nổi vậy á, không có nghe chú la không à, hồi xưa nghe cái chú bảo vệ ở chỗ Lê Xuân Quýt chú nói là hồi xưa là chú đó nói chú ở chùa rồi thầy mới đi đâu đó, rồi bây giờ chú mới ra đường chú ở rồi chú bị vậy luôn á. Cho dài, cho dớ, cho cái áo mới luôn, cho ấm hơn. Hỏi chú lấy mền không? Chú nói không, chú lấy mền hỏi chú dục à. Cho áo thì chú mừng à, mà không có cái áo ni lông nào dày hết đó. Cái áo đó thì cái áo ấm, thấy cũng ấm lắm. Thì hay là bận vô cho chú cho nó đỡ. Với mang dài, mang dớ thì chú không mang là chú ngồi chú đói, hỏi chú dục hết à. Không thấy trên chân chú hả? Ai cũng cho chú cặp dớ mới đó. Mà thấy còn có một chiếc hả? À? Không biết chiếc kia đâu rồi. Rồi mua hộp cơm cũng vậy, phải năn nỉ chú ăn. Chứ lại nói hồi cứ quên không ăn. Đó. Mấy chị trong Lê Sinh Quýt cũng nói là chú tối ngày cứ uống cà phê không à, nhiều khi không ăn gì chứ cứ nói sùm. Hồi nãy lúc hai lần quay lại, hai lần hỏi bộ mệt rồi sao hết la, nó ừ mệt rồi đó, ngồi nghỉ mệt chút lại la tiếp. Nhiều người như vậy đó cả nhà, mình đi giúp á mình phải biết người ta như thế nào chứ, còn mình ví dụ mình lại mình giúp mà mình đưa đồ người ta rồi mình đi đó, người ta nói ta la hồi người ta bỏ đồ hết trơn à, người ta không có nhớ để người ta làm gì hết á. Thành ra hai lần thấy đồ của hai lần cho cũng đồ mới không à, mà nếu mà không làm cho chú á thì hồi chú bỏ ổn, thành ra thôi để thì giúp người thì giúp cho chót, thì hai lần mang vớ cho chú luôn, mang vớ rồi mang giày vô cho chú, rồi bận luôn áo giùm chú luôn, rồi khi mà đem nó cái nón lại thì hồi nãy có cái chú bảo vệ chú quay giùm, còn khi hai lần đem cái nón ấm lại cho chú kêu chú đội thì chú mới đưa cái đầu chú nghiêng cái đầu của chú vô người hai lần để kêu hai lần đội cho, nhưng mà tại vì hai lần nếu mà hai lần quay phim thì không có hai cái tay để mà đội cho chú, thì hai lần phải mới tắt phim đi để hai lần để cái phone xuống để đội cái nón giùm chú. Đội lên chú cũng thích lắm, chú nói chú thấy cái cặp mắt của chú cũng hơi buồn á, mình nhìn thấy vậy thôi, không biết cái cảm giác của chú suy nghĩ như thế nào, nhưng mà chỉ có một chút cử chỉ nhỏ để mình giúp cho chú vậy đó là làm cho người ta cảm thấy cảm động trong cái lòng người ta, tại vì cái cảm giác đó người ta không có được cái cảm giác đó, giống như là lâu lắm rồi, thì đôi khi những cái cử chỉ nhỏ nhặt không có là cái gì hết á, nhưng mà đối với những người mà ở ngoài đường á, đó là những cái cử chỉ mà người ta ít bao giờ mà người ta được cái sự ưu ái như vậy. Thành ra mình có thể thấy cái cảm xúc của chú từ cái gương mặt của chú. Chú có kêu Helen là hung cái, nhưng mà có thể là nhiều khi cũng Helen theo Helen nghĩ thì cái không phải là trai gái gì hết á, mà mình nghĩ giống như chú cũng muốn cái cảm giác mà giống như gia đình vậy đó cả nhà. Cũng muốn cảm giác có người thân ôm mình, hay là giống như là có cái sự quan tâm gì đó đặc biệt hơn. Giống như cái cuộc sống mà chú lại sống ngoài đường là giống như không có ai mà quan tâm chú như vậy đó, thì mình làm được như vậy thì chú muốn có cái cảm giác gia đình đó. Thì chú mới nói là chú nói nhỏ thôi, chú không có nói lớn, chú kêu hai lần không chú một cái. Nhưng mà cả nhà thấy sao, hai lần giáo làm cái gì cũng được đó, nhưng mà cái chuyện đó thì nó quá cái sức của hai lần rồi, thì hai lần không có thể giúp được. Thật sự mình cũng giúp chú được mấy lần rồi, 60 rồi đó. 60 rồi đó hả? Mới qua có mùa đông thôi mà thấy tàn tạ, thấy xuống sắc tóc bạc hết rồi. Đi sống lại coi. Bị gì? Bị gì? Thiếu máu. Bị thiếu máu hả? Dạ. Ăn uống thiếu chứ gì? Dạ. Rồi giờ người tối ngủ đâu? Ở ngoài đường không? Ở ngoài cũng còn ngoài đường hả? Dạ.
đi qua, đi qua coi ăn gì mua đi. Chị thiếu máu rồi, vô bệnh viện hả? Dạ. Lên phòng cơm nha. Hết cơm hả? Bánh mì không? Bánh mì còn bánh mì không. Mì cơm, hai bánh mì không. Hai bánh mì không ăn cái gì? Ăn cá mồi. Em có hai bánh cá mồi. Gì hả? Dạ. Lấy bánh mì cho anh đi. Rồi ăn gì? Anh có cá mồi hả? Dạ. Ăn gì nữa không? Thôi được rồi, còn cho nó nước. Nước gì lấy đi. Có gì ăn với bánh mì hả? Lấy đi. Muốn ăn trà bông không? Mà trà bông nhiều quá ha. Có nhỏ không? Không hả? Ăn vậy hả? Không có gì ăn vô được hết hả? Có đồ ăn gì đây để nhét vô ăn không? Anh đóng cửa rồi. Chả lụa. Anh còn chả lụa. Không ăn chả lụa. Vậy anh có cá mồi hả? Dạ. Vậy hả? Vậy thôi hả? Còn dạ. Gì nữa không? Không. Dỡ ra cái đế dài lên coi coi. Dỡ cái đế dài lên coi. Rồi. Cho anh coi coi. Anh mang dài xe mấy hả? Thì 9. Xe 10 được không? 9 hình như có đó. Ra ngoài cái góc chợ ngồi đợi đi. Em trả tiền cho dạ. Em ra. Ok. Ra dạ. Đó đi. Ừ. Mồi ai cho hay vậy? Dạ. Dạ. Cảm ơn cô nhiều con. Dạ. 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 Được không? Chắc xe này em nghĩ anh mang vừa đó. Thử coi. Thử cho em coi coi. Vừa không? Thử coi. Trời ơi, nó dài vậy đâu, dở cái dài lên cho coi lại, cầm cho lên coi. Trời ơi, dài gì, cái đế vậy đó hả? Chiếc đế vậy nè. Trời ơi, thiệt tình khổ, sơ ghê khổ. Mang vô, gỡ ra. Năm nay mới có thay qua mùa đông mà thấy anh tàn tạ hẳn đi anh. À. Xuống quá trời. Ê, luôn. Xỉu, cái đó xỉu ngay đây. Thiếu máu hả? Ăn uống không đủ không? Dạ, cái gì không? Trời đất ơi, rồi tối có liều ngủ không? Không có liều, con. Không có liều nữa hả? Dạ. Trời đất ơi, rồi. Nhưng mà em cho liều là vậy, em cho liều á là sáng thức dậy á là phải túm cái liều lại đem đi. Đi phải đem theo. Dạ. Chứ cho liều mà cứ đi rồi cái bỏ đó, đi rồi liều đâu có cho hoài. Em có liều hay gì á, để em coi con có liều trên xe không. Dạ. Lấy không, lấy liều. Dạ. Không kéo. Dạ. Cái miếng đó lên mới được. No no, anh phải kéo cái miếng này lên. Yeah, kéo lên vừa phải không? Dạ. Ừ, kéo lên. Dạ. Năm nay thấy anh xuống sắc quá trời luôn. Dạ. Anh nhớ em không? Không phải không? Dạ không. Đó là vậy không á, năm rồi cho thuốc uống đó. Ồ, đó. Tôi ở gần đây rồi không? Chứ nữa, nói cho ai đó, em cho anh ba biết bao nhiêu lần nói. Dạ, rồi. Dạ. Đủ đi cái bị... Cái bao tay á. Cái tay rồi làm gì cũng được hết trơn. Tôi cuộc cái này không được. Bị gì? Bị, không biết bị... Thôi em nghĩ anh chắc anh bị suy nhược á. Rồi thành ra anh bị suy nhược anh thiếu á. Cuộc được không? Có cần cuộc giùm không? Cuộc không được nữa. Để cuộc giùm nha. Thôi để mất con cô. Đâu sao đâu, cuộc cho. Nhưng mà để em lấy cho cái liều ha. Dạ. Nhưng mà nhớ, cần mền không? Cần. Thay đôi giày kia luôn, để hồi một hồi xách cái đít đi rồi đôi này đôi kia. Em nhớ mà không muốn làm phiền cô lắm. Thì thay đôi này vô luôn đi. Dạ, dạ. Rồi, có mền chưa? Có mền thì cho xin cô. Xin cái mền luôn? Dạ. Cái liệu cái mền luôn? Nếu có. Nhưng mà ở đây không có túi ngủ chứ không, thôi cho anh cái túi ngủ ấm hơn. Dạ. Ok, để em ra em lấy cái liều cho dạ, anh nha. Dạ, cảm ơn cô. Mang đôi giày vô, dục dạ, cái đôi giày kia dạ, vô thùng rác đi, để hồi xách đít bỏ đây á. Cảm ơn cô. Dạ. Tiền rớt bên cái bát bạc bên dạ, kia dạ, kìa. Dạ, dạ, anh để em nhắc nó đó cô. Ok, rồi đi ra lấy đâu. Được chưa, cuộc được chưa? Được. Có cần cuộc giọng không? Thôi, mất công làm việc cô không? Đâu sao đâu. Nè, cái mền. Dạ. Giữ xài nha. Cái liều. Cái liều á, xài xong. Cuốn rồi. Sáng cuốn lại đem dạ, theo. Dạ. Chứ anh xài anh để đó người ta lấy nữa rồi có đâu có cho hoài, hiểu không? Cái liều ba mấy đồng á. Dạ. Ha. Dạ. Cuộc cái đôi giày lại đây cuộc cho. Đây cuộc cho. Tiền kiếm tiền giúp rồi nhớ nha. Dạ. Nhớ dạ, cái liều em dặn rồi nha. Dạ. Em không có cái liều là xài hết mùa đông á. Dạ. Cho rồi đó. Dạ. Rồi mệt dạ, cũng giữ mà xài bỏ dạ, cái phát bạc đi anh. Dạ dạ. Bỏ phát không lộn lên chút. Hả? Mang xong rồi mới mang mặc lại vậy. Thôi để bỏ vô cặp đi, bỏ vô cặp đi. Để khỏi lạc mất nữa. Trời ơi, coi nó dài của ổng nè, cả nhà nhìn đâu dài của ổng. Cái đế cũng không có. Trời ơi, vậy sao mang được? Trời ơi, cái đế không có mà còn rách nữa chứ. Trong bây giờ. Hên là hôm nay gặp anh không? Hên là trên xe cũng có dài cho anh luôn. Dạ. Yeah. Ok. Dạ, yeah, cảm ơn cô. Dạ. Ủa, chỗ anh có nấu bếp đâu không, anh không? Không, không, không. Không hả? Dạ. Yeah. Bánh mì được cái là bánh mì này ăn được tới để mấy ngày yeah, nó bị cứng á. Dạ. Yeah.
Ok, anh giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn người okay. Nhớ nha, nhớ em dặn rồi đó nha. Trời tay giờ quéo hết trơn rồi đó. Rồi tối ngủ ở khu nào? Chỗ này chỗ kia. Ngủ mấy cái building chợ rồi thôi đó hả? Dạ. Được không? Đeo vô được không? Thẳng. Được chứ. Cái ngón tay đang dướng kìa, cái ngón đang dướng kìa, thẳng cái ngón ra. Tay anh giờ thấy quéo hết trơn rồi. Thôi bởi vì em nghĩ anh bị suy nhược á, thành ra cái cơ thể anh bị rút lại đó. Yeah. Dạ. Làm gì đều cũng không được đi. Nhưng mà phải mua cái ổ khóa khóa cái xe lại. Dạ. Ok thôi để em đi chợ em nấu cơm đây. Bye anh bữa nay. Dạ. Ra này về sớm đó cả nhà. Nãy giờ mua cơm rồi cho đồ anh Quyền với cái chú hồi nãy ngồi kế cái chỗ Lê Sandwich. Bây giờ tới cái anh này mới có mùa đông qua mà thấy ổng xuống sắc, tóc bạc hết tay chân đồ quéo hết. Anh nói hôm trước anh bị thiếu máu, anh đi emergency vậy tay chân cũng quéo hết rồi. Chắc bị suy nhược cơ thể đó, suy dinh dưỡng đó cả nhà. Bây giờ tay chân quéo thôi, buộc dây dài buộc không được nữa. Nãy hai lần phải buộc dùm dây dài dùm cho ảnh cũng anh cũng không có, anh nói thôi ngại cô quá, để tôi từ tôi buộc được rồi mà thấy tội quá, thôi kệ nó đi, buộc chút có sao đâu, không mất mát gì đâu, cứ như vậy là làm cho cái đôi giày của ảnh đó cả nhà, cái đế không còn nha, mà còn không còn mà còn bị lủng ở dưới cái đế nữa. Hồi nãy cho liều, cho mền, cho bao tay rồi đi vô tính mua cơm cho ăn nhưng mà hết rồi, thì mua bánh mì. Trời hôm nay lại lạnh nữa, cả nhà thấy không? Gió hiu hiu vậy mà cái hơi lạnh, mình chỉ đi ra đứng vòng vòng giúp cho mấy chú vậy thôi đó mà tay mình còn tê đây nè, mà không biết làm sao mà mọi người ngủ qua đêm không biết sao nữa. Vậy cứ đúng là về sớm đi mua đồ ăn rồi nấu cho gia đình, mà bây giờ cả nhà nhìn đi, bây giờ mấy giờ rồi? 7:30 chưa về tới nhà nữa, mới đi chợ về nha. Nhưng mà thấy người ta lạnh quá, mình có đồ mà không lẽ mình đi qua luôn được, rồi cho người ta đi rồi về nhà làm chuyện trễ chút cũng được. Mình nhanh lắm, về ông xã mình phụ tay là ông bắt cơm rồi lên rồi mình lấy thịt ra rửa rồi sắp thịt rồi mình kho thịt lên, rồi mình có mua cải làng về nữa, rồi mình trụng sơ cải làng lên mình xào lại cả nhanh lắm. Nấu nồi cơm nó lâu thôi, chứ còn kho thịt với lại xào cả làng thì đối với mình khoảng chừng dưới 45 phút là mình xong hết rồi. Thì mình giúp người ta thì mình phải tranh thủ chuyện nhà của mình chứ. Nhưng mà thấy thì không có đi được cả nhà ơi. Không thiệt, nói thiệt trong lòng là không có đi được. Lạnh quá, mình như vậy mình còn thấy lạnh như vậy mà người ta ở ngoài đêm ở ngoài đường mà sao người ta chịu nổi cả nhà. Thì thành ra mình gắng cố gắng mình giúp được như mình giúp, chứ giờ sao giờ. Nhưng cái thời gian của mình đó là nghỉ ngơi, đó là mình dành hết cho những người ở ngoài đường vậy đó. Nhờ cái là cái group người Việt San Jose đó cũng đóng góp cho Helen, phụ với Helen một tay để Helen có kinh phí để mua đồ để phát cho mọi người khi mà mọi người cần. Helen phát đồ không phải là phát tùm lum tùm la đâu cả nhà. Helen thấy người ta thật sự thiếu cái gì Helen mới cho, chứ không phải là cho xong việc đâu, không có. Cho đâu đó là mình cho những cái gì người ta cần, chứ mình không có cho giống như là để cho người ta lạm dụng những cái đồ cho rồi dựa vô mình rồi này kia, là Helen không có làm chuyện đó nha. Đồ đạc Helen mua cũng vậy nữa, cũng kêu con mua, cũng kiếm đồ nào tốt của nó on sale đó, rồi giá nó ok chút thì mình mới duy trì được cái kinh phí lâu dài được, chứ còn mình mà giống như mình xài quan phí hay là mình không có khe mấy cái gì mình làm đó, mình làm cho nó xong việc hay là mình mua cho nó xong mình không khe đó, thì kinh phí nó sẽ không có còn được lâu đâu cả nhà. Thì Helen ráng cố gắng đến mức có thể thôi. Nó bây giờ nãy giờ đi vòng vòng cũng về tới đây, hồi nãy giờ mình đi vòng vòng cũng hơn 2 tiếng rồi đó cả nhà, giúp 3 người mà hơn 2 tiếng rồi. Mua đồ ăn nè, mua đồ ăn rồi còn lấy soạn quần áo cho rồi nữa đó, cả nhà thấy không? Dây dưa rồi nói chuyện rồi như cái ông chú hồi nãy đó, rất là nhiều tham, tại chú ngồi chú cứ la không à. Thì mình phải
giúp chú một chút, chứ chú không có cái tinh thần, chú không có ổn định vậy mà mình cho, mình đưa đồ mình cho rồi mình bỏ đi thì mấy cái đồ đó hồi cũng ra cái đống rác thôi à. Thành ra mình phải giúp chú mang đồ bận áo rồi vô. Thì trên người chú thì giống như chú cũng biết như vậy, hồi nãy mình nói mình cho chú cái mền, chú nói thôi đừng đưa mền mất á, nói cho chú cái áo thì chú mừng, chú nhận liền. Thì coi như tối nay cũng đã giúp được ba người qua cơn lạnh hôm nay, với lại cũng đỡ đói, ai cũng hai lần cũng mua đồ ăn cũng cho đồ ấm hết rồi. Thì thấy trong lòng nó cũng nhẹ nhõm hơn, mình cũng làm được cái gì đó cho mọi người một chút thời gian khi mà mình đi làm về á. Thì khi nào gặp là hai lần giúp à, không có cần phân biệt lúc nào có giờ, hai lần nghỉ hay là có giờ hai lần sẽ làm.